Em chào các bác nhé. Hiện tại đã là phiên trưa của ngày 17 tháng 10 năm 2020. Trưa nay thì em sẽ lên chia sẻ một số những cái mặt hàng như là đai châu Thái, hoa tết, dòng hoa thổ số nhé. Bên cạnh đó thì em sẽ lên một số cái giò thanh đạm Indo. Thanh đạm Indo hàng hoa chuẩn tết luôn này. Giải hạc Pháp hoa tết này và một số những cái mặt hàng khác nữa nhé. Sau đây thì em sẽ đi lên báo giá chi tiết từng mặt hàng đến các bác ạ. Châu Thái hoa tết nha các bác nhá. Cái này nó là cái màu hoa xổ số của nhà em này. Một cây như thế này em bán với giá là 350.000. Quá ok nhá. Mà cái hàng này thì đảm bảo với các bác 100% là sẽ ra hoa trong năm nay. Thời gian ra hoa nó cứ dao động từ tháng 11 đến tháng 2 âm cho em nhá. Đây là một số mặt hoa của nó này. Toàn là màu đẹp thôi ạ. Mà đặc biệt nhiều nhất ở trong cái lô hàng này của nhà em thì nó nhiều nhất là màu số 9 này, là màu hồng gánh sen. Và màu số 5 là màu sắc pháo nhá. Toàn là những cái màu sắc hot thôi ạ. Em sẽ dơ cây cho mọi người này. Trung bình một cây này thì nó cứ dao động từ 4 cặp lá rưỡi đổ lên nhá các bác nhá. Hàng này về bây giờ các bác để nguyên này, các bác làm 4 cái móc các bác treo lên là được. Hoặc là mọi người sang chậu tách ra ghép lũa cũng được nhá mọi người nhá. Tách ra ghép lũa thì các bác giữ nguyên cho em cái vỏ nhựa bên trong nhá. Đừng tách ra, nó đứt dễ, các bác thuần lại từ đầu rất là mất thời gian. Đây này, hàng lá mít xếp nhá. Bao đẹp bao lỗi lá cho cả nhà. Cái hàng này thì em nói thật, bây giờ các bác mua, các bác ỉm hàng chơi Tết là quá ok nhá. Chứ mà chỉ khoảng tầm 1 tháng nữa thôi thì một cái cây như này nó không có giá là 350 nữa đâu ạ. Một cây như này vào dịp Tết, vào vụ Tết nữa thì nó sẽ có giá khoảng tầm 480.000 đến 520.000 một cây ạ. Các bác mua cái tầm này nhá là giá quá hợp lý luôn này. Đó. Cực kỳ đẹp luôn này. Đây em đo chiều dài lá này, chiều dài một lá của nó thì nó cứ xấp xỉ khoảng tầm trên 20 cm nhá, trên 20 cm một chút ạ. Đanh cây nhá, lá rất là cứng luôn. Đấy, tiếp theo video thì em sẽ đi lên một số những mặt hàng khác nữa nhá. Đây là cái lô châu Tết em về phục vụ các bác nhá. Chuẩn hương sắc Tết luôn này. Lô châu này của nhà em thì nó chủ yếu là màu sắc pháo và màu bông mai cánh viền nhá. Những cái bác nào mà mua hàng nhà em nhiều thì các bác biết là nhà em bán cái lô bông mai cánh viền cực kỳ chạy nhá. Đây, hàng đợt này về cây to đẹp cho cả nhà này, giá cực kỳ yêu nhá. 150.000 cho một cây. Trời ơi, cây to lắm, hàng cây này về các bác có thể sang chậu hoặc là ghép lũa đều được ạ. 150.000 cho một cây nhá. Trung bình một cây như thế này nó cứ dao động từ 4 cặp lá rưỡi đến 5 cặp lá đổ lên cho em ạ. Hàng này thì em đảm bảo với các bác là 100% cho hoa trong năm nay. Mà hiện tại ạ, hiện tại có những cây thì nó đang báo nụ rồi. Những cây mà đang báo nụ bây giờ thì các bác sẽ chơi hoa trước Tết nhá. Ví dụ như những cây này này. Đây này các bác có nhìn thấy cái vòi hoa không ạ? Đấy, cái nụ này. Như con này này cũng đang có nụ nhá. Mà thời gian từ lúc nụ đến lúc hoa thì nó rơi vào khoảng tầm 50 đến 55 ngày cho em nhá. Đó. Lô này của nhà em thì nó chủ yếu là hai màu nhá. Mà chủ đạo của nó là màu đỏ. Màu chủ đạo là màu đỏ. Đây. Sắc pháo và bông mai cánh viền nhá. Hai cái màu là hợp sắc xuân nhất đấy ạ. Hàng này về như em nói từ đầu ấy ạ, thì các bác có thể để như này. Các bác sang chậu, khi mà các bác sang chậu thì các bác chỉ bỏ cái chậu bên ngoài thôi, để nguyên cái đó. Ghép lũa cũng thế ạ, các bác giữ nguyên cái đó cho em nhá. Đừng tách cái đó ra. Đứt dễ là các bác lại thuần lại từ đầu, rất là mất thời gian nhá. Đó. Cây siêu siêu đẹp nhá các bác nhá. 150k một em. Các bác 150k là chưa có phí ship nhá các bác nhá. Nên là các bác vui lòng cộng thêm cho em 40.000 tiền ship. Nghĩa là mọi người mua một cây thì phí ship cũng là 40.000. Mà mua 10 cây, 100 cây ship cũng vẫn đồng giá là 40.000 nhá. Đây, hàng đợt này em về số lượng rất là lớn. Cho nên là các bác có nhu cầu mua sỉ, mua lẻ thì mọi người cứ liên hệ trực tiếp qua Zalo số điện thoại 0981 550 768 giúp em nhá.
Thanh đạm Indo, hai màu hoa của nhà em cực bến nhá các bác nhá. Giá siêu yêu thương này, 300k cho một chậu thanh đạm như thế này ạ. Đây là mặt hoa của nó nhá. Các bác nào mà thích chơi những cái suối hoa dời như này thì mọi người ghép cho em 3 giò này vào nhá. 3 giò như thế này. Cái thanh đạm này thì hoa của nó cực kỳ thơm. Cực kỳ thơm và bền nhá. Nó thơm theo cái kiểu là dễ chịu, thơm theo kiểu dễ chịu nhá, chứ không phải là thơm gắt đâu ạ. Ngửi cái mùi hương của nó cực kỳ là dễ chịu nhá. Đây, cái thanh đạm này thì một năm nó cho hai đợt hoa. Cái đợt hoa đầu tiên thì nó rơi vào những cái tháng hè, khoảng tầm tháng 5, tháng 6 nhá. Đợt tiếp theo là nó rơi vào chuẩn Tết cho em ạ. Mà các bác cứ lưu ý cho em là cứ mỗi một cái dã hành như thế này nó sẽ cho hai vòi hoa. Đây như đây này. Ô, đây đây vòi đi nhá. Đây vòi hoa của nó đây nhá các bác nhá. Nhọn nhọn này này, nó là cái vòi hoa nhá, nhọn nhọn nâu nâu đây này. Cứ mỗi một dã hành này nó sẽ cho hai vòi hoa. Và đặc biệt lưu ý với các bác là cái hàng thanh đạm này này, 3 ngày mọi người hãy tưới nước cho em một lần. Vì là những cái dòng lan mà cái giá thể cái giả hành này nó to này thì cái độ trữ nước của nó rất là lớn. Mọi người không cần phải tưới nước nhiều đâu. 3 ngày các bác cứ để ý cho em cái giá thể nó khô cong vào thì các bác hãy tưới nhá. Tưới nhiều nó không tốt đâu. Giữ nước ở cái phần rễ là nó úng rễ là gây chết cây đấy. Còn cái hàng thanh đạm này thì chỉ lưu ý với các bác một điều duy nhất là cái lá của nó sẽ không được đẹp mướt mát 100%. Nhìn nó có vẻ hơi vàng một chút nhá. Cái vàng này nó là cái vàng được nắng nhá mọi người nhá. Vàng được nắng này. Thế nhưng mà để bù lại nhá thì cái hoa của nó cực kỳ đẹp, cực kỳ thơm. Và cái độ bền của nó thì rất là lâu. Thanh đạm này mọi người phải chơi cho em khoảng tầm 40 ngày nhá. 100% là hàng thuần rồi. Cho nên bây giờ về các bác chỉ việc sang chậu cho em thôi ạ. Bác lách cái mũi kéo và các bác cắt cái chậu nhựa ra nhá. Đây, tầm này các bác không mua thì đợi bao giờ mới mua nữa ạ. Vì là cái hàng thanh đạm này cứ đến gần Tết là nó cực kỳ cao, cái giá nó rất là cao nhá. Để mà nói là một cái chậu như thế này này, cái size như thế này này, đến Tết các bác mua nó sẽ có giá khoảng tầm 450 nhá. 450 đến 470 một chậu. Tầm này các bác mua là rẻ nhá, 300k thôi ạ. Tiếp theo nữa là cái hàng giải hạc Pháp hoa Tết của nhà em này. Một chậu giải hạc như thế này em bán với giá là 200k nhá. Giá siêu yêu thương luôn. Em đố các bác mua ở đâu với cái một chậu này mà có giá 200k đấy ạ. Đây, một chậu này của nhà em này, nó cứ từ 5 thân đổ lên nhá. Ngắn dài xen kẽ, hàng hoa chuẩn Tết cho em. Ở đây em đang có một cái bông bói này. Bông Pháp bói nhá. Đây, mặt bông Pháp bói này. Đẹp chưa, các bác nhìn thấy màu yêu chưa? Cái bông này nó sắp tàn rồi. Bông này nó sắp tàn rồi nhá. Mà đặc biệt nữa là cái hàng của nhà em tầm này mầm gốc nó đang lên rất là nhiều. Cái cây con này đang lên siêu nhiều luôn nhá. Về các bác có thể tách ra các bác trồng sang một chậu khác cũng được. Hiện tại thì hàng nhà em nó bắt đầu có hiện tượng vàng lá để xuống lá nhá cả nhà nhá. Xuống lá để đợi ra hoa đây ạ. Hàng hoa chuẩn Tết nhá. Đây như thế này này. Vàng này là vàng xuống lá chứ không phải vàng bệnh nhá cả nhà nhá. Đây, 200k cho một chậu nhá. Dao động từ 5 thân đổ lên. Đặc biệt là siêu nhiều cây con. Tiếp theo nữa sẽ lia qua cái hàng trầm rồng đỏ của nhà em nó vừa mới về nhá. Cái trầm rồng đỏ này. Đây, em chỉ nhá qua thôi. Đây nhá. Hàng thân thủ lá mít này. Đây, những cái trầm rồng đỏ như thế này thì đợt này là em chỉ về chậu 2 thân, 3 thân và 4 thân thôi. Thì em báo qua qua cho các bác nhá. Cái trầm rồng đỏ này, đối với cái chậu 2 thân như này em bán là 400 nhá. Chậu 2 thân là 400, chậu 3 thân là 508 và chậu 4 thân là 750 nhá. Nó cứ trung bình, các bác cứ tính cho em là trung bình là 200k một thân. Mà những cái chậu nhiều thân thì em sẽ giảm tiền đi nhá. Các bác mua cái chậu nhiều thân ấy thì càng được lợi nhá. Đây, trầm rồng đỏ hoa Tết đây. Chuẩn trầm rồng đỏ nhá. Hàng thân thủ lá mít của nhà em đây nhá. Đợt này em chỉ có chậu 2 thân, 3 thân và 4 thân thôi ạ, không có chậu 1 thân nhá. Những cái chậu 2 thân này em bán là 400k, 400k một chậu 2 thân. Chậu 3 thân, đây ví dụ như chậu này này. Chậu 3 thân nhá, đây là chậu 3 thân này. Em bán với giá là 580k 3 thân này. Đây là chậu 4 thân. Một chậu 4 thân như thế này. Ui dồi. Nó thân nó mập lắm, một chậu 4 thân như thế này này.
Em bán với giá là 750 nhá. Siêu rẻ nhá các bác nhá. Đó. Tiếp theo video thì sẽ đi lên cái hàng thanh đạm hoa tết nhá. Nữ hoàng bóng đêm của nhà em cập bến nhá. Đây. Hàng siêu đẹp luôn này. Một cái chậu nữ hoàng bóng đêm như thế này em bán với giá là 130k nhá. Hàng này bây giờ về các bác sang chậu cho em, vì là cái dòng này nó đẻ con rất là sai nhá. Đẻ con rất là sai. Và một điều đặc biệt nữa ở cái nữ hoàng bóng đêm này thì là nó rất là sai hoa. Một năm nó sẽ cho ra khoảng tầm 3 đến 4 đợt hoa nhá. Nghĩa là các bác cứ tưởng tượng là, cứ hình dung cho em là 4 tháng nó sẽ cho ra một đợt hoa mới ạ. Và cái nữ hoàng bóng đêm này của nhà em chỉ có duy nhất một màu trắng. Một màu trắng tinh khôi luôn này. Đây nhá. Nhưng trên thị trường là nó sẽ có nhiều màu. Có nghĩa là nữ hoàng bóng đêm ở trên thị trường em thấy nó có cả màu xanh, màu đỏ các thứ cơ. Thế nhưng mà nhà em nó chỉ có duy nhất một màu trắng này này. Màu trắng này nó là cái màu đẹp nhất và là cái màu đắt nhất nhá. Cái nữ hoàng bóng đêm này thì không cần phải bàn về độ thơm của nó. Nó cực kỳ thơm luôn. Càng về đêm thì cái độ thơm của nó nhá, nó càng thơm, càng nồng. Mà cái thơm của nó là nó thơm kiểu cái vị kẹo cam ấy ạ. Nó thơm ngọt nha các bác nhá. Nó thơm ngọt ạ. Chứ không phải là nó thơm cái mùi hắc hắc đâu nhá. Cái mùi này nó rất là ngọt. Cực kỳ đẹp luôn này. Hàng cho hoa quanh năm nhá. Và đặc biệt lưu ý với mọi người về cái cách chăm sóc và tưới nước. Thì các bác cứ để cho em khoảng tầm 3 ngày mọi người hãy tưới nước một lần nhá. Cái hàng này thì nó không ưa nước đâu ạ. Nó không ưa nước thế nhưng mà nó lại phù hợp với mọi loại thời tiết cho em. Chịu được nắng nóng nhá. Vì là đây các bác nhìn này, cái lá này của nó này. Cái lá này của nó rất là mọng nước nhá. Cho nên là cái độ trữ nước của nó rất là tốt, rất là lớn. Nên các bác không cần phải tưới nước nhiều đâu. Các bác cứ để ý cho em là cái bộ rễ này nó khô cong rồi. Thì mọi người hãy tưới. Và khoảng một tuần một lần các bác cho nó ăn B1 một lần để nó cung cấp đầy đủ dưỡng chất cho cây nhá. Mà bác nào mà muốn chơi cái giò hoa mà nó sai hoa như ở trên góc màn hình mọi người đang theo dõi ạ, thì các bác ghép cho em từ 3 đến 4 giò này vào thì nó sẽ ra được một giò nó sai hoa đúng như cái giò hoa em ghép ở trên góc màn hình nhá.